Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15 tháng 10 tại căn nhà mua sắm các vũ trang phòng cháy chữa cháy Thanh Phương nằm trên đường I-143, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, hai người nam nhi được chủ nhà thuê để tháo dỡ phía trước căn nhà. Trong lúc đang tháo dỡ thì bất thần bức tường lớn bị đổ sập khiến hai người này bị đè trúng, mắc kẹt phía dưới. Hiện trường vụ đổ sập khiến hai người nhập viện. Người dân phải dùng xe nâng đưa bức tường lên trên mới giải cứu giãn được hai người nam nhi ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu giãn trong tình trạng bị yêu thương nặng. Phải dùng xe nâng mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đây là căn nhà nằm trong hành lang giải tỏa, tăng cấp tuyến đường I-143. Chủ nhà thuê người tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì bất thần mảng tường lớn phía trước nhà bị đổ sập hoàn toàn trong lúc công nhân đang làm. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng tác dụng đã có mặt để ghi nhận đồng thời xử lý vụ việc.